Chào bác đam mê radio cassette xưa nhé, cũng như là các bác về chuyên sử điện tử. Em đợt này có vẻ là hên các bạn, toàn gặp phải hàng VIP, toàn hàng hàng hit không, hàng hit các bạn. Jaguar PA 2003, con này thì anh khách hàng anh ấy bỏ kho mấy năm rồi, cũng không dám cắm. Nên em nói thật luôn, em không dám cắm, em phải tháo ra vệ sinh. Xong em kiểm tra, nó thật là những con mà lâu năm quá rồi các bạn để lâu rồi là không dám cắm đâu. Không may nó bị lỗi chân linh kiện, hay nó bị han chân, đứt chân, mình cắm vào là nó bánh chết sò ngay. Nên là con này em phải vệ sinh xong, bắt đầu em rút hết rắc nguồn ra, em kiểm tra nguồn trước xem là nguồn nó hai bên thế nào. Xong bắt đầu em mới lại tháo hết cả hai vỉ này ra để em xem lại cái chân của nó cũng như là mạch của nó, xem là nó có vấn đề gì không. Xong bắt đầu em mới tin tưởng, em mới dám cắm đấy. Bởi vì hàng này mà liều lĩnh mà lâu lắm không sử dụng mà bê vào cắm phát là chết dở các bạn. Cái vấn đề là oan đấy, hỏng oan hay là gì mình không sợ, mà sợ vấn đề là nó phí, nó bị lỗi cái gì đấy, nó hỏng hóc cái gì đấy, nó phí một cái con âm ly giá trị của các bác. Và bác khách cũng gửi, bác mang luôn cả bộ luôn, cả cặp JBL kia đang bị lở thùng. Đấy, đang bị lở thùng thì em lại phải phải xử lý cho bác lại cái thùng đấy, phải dùng vam rồi là sử dụng keo AB để ép lại cho bác cái thùng cho nó ok nhất. Và bác lại gửi, bác cầm cả luôn cả vang viết lên đây, cả bộ mic, cầm cả mic lên để em kiểm tra mọi thứ, loa nếu các thứ ok hết, em test ok bắt đầu em mới bàn giao. Và cũng một con 2003 35 mã kia nữa. Hôm qua thì em lại đây lại còn một con Telic V7. Con này thì em đang sửa mà em đang chờ lấy linh kiện. Nó không có linh kiện con đèn trường. Không kiếm một linh kiện, lại phải chờ để mua linh kiện về mới làm tiếp với con Telic cổ này được. Hôm qua thì em vừa xử lý một con Jaguar 506A. Con đấy thì lỗi dư le hai kênh không đóng, thì loay hoay mất khoảng đuôi tiếng thì xử lý xong cho khách rồi. Sau hôm nay khách lại gọi điện bảo là không lên, thì vào lại phải chạy tới đến nhà ra kiểm tra, thì hóa ra là vợ không biết cách mở. Volume thì một đằng thì vặn, một đằng thì tịt, không vặn lên. Con này em kiểm tra sơ bộ thì lên rồi, nhưng mà một số cái volume của nó là lúng béo nhé. Đấy, lúng béo. Một số cái volume này nó trước dùng lâu rồi, hoặc là xong mình không sử dụng nữa là nó đang bị sột soạt rồi. Con này, riêng hàng dưới này ít nhất cũng phải thay tầm khoảng 4 volume. Đấy, như em mới test thử này ít nhất phải thay 4 volume. Và kiểm tra tiếp phần mic kia, xem như nào. Thay volume ok đi, xong bắt đầu này mình test thử mic xem là các cái nào sụt soạt nó có vấn đề, thay tiếp. Đấy, thì máy riêng đặc biệt thì máy đến chỗ em nói luôn là tất cả những con máy âm ly hay là gì đó mà đến chỗ em bao giờ em vệ sinh cho các bác. Bởi vì sao? Em phải sắm cả máy hơi. Bình thường thợ điện tử làm gì có máy hơi không? Em sắm cả máy hơi luôn. Bởi vì là mình quét bụi này nó không thua đâu các bác. Phải có súng xịt thì nó mới các cái ngõ ngách, các cầm viếc này nó mới ra bụi được. Tất nhiên nó không sạch hoàn toàn được, sạch hoàn toàn chỉ có đi rửa thôi các bạn, còn nếu thì nó mới sạch trơn được, còn không thì mình chỉ phủ bụi thôi. Mà rửa thì trường hợp mà nó quá là bẩn rồi không thể đánh được, mình sợ han chân linh kiện thì mình phải rửa. Có súng hơi vào đây xịt thì các bác tuyệt đối là an tâm là chân linh kiện các thứ là sạch bom. Lần này em bận không có thời gian lên đài. Đấy, cũng không có thời gian để dọn đài cơ, bận nhiều thứ. Đợt này cứ sửa âm ly rồi sửa các thứ đồ điện rồi sửa quạt cho khách quê, đâm ra là ít có video lên kênh. Ít có video lên kênh thì em mới lên một cục đài 715 cho khách cục giữa, nhưng thực sự là cục lên cục đấy thì thôi em trao đổi riêng, em không lên kênh các bạn. Nên là các bác nào đăng ký thì mong thông cảm giúp em nhé. Thời gian này thì em cũng khá bận, mà sửa ba cái đồ âm ly các thứ này, thật sự ra thì con âm ly thì con này và con kia nói chung là bệnh thì nó không khác nhau bao nhiêu về âm ly. Nên là bác nào mà có âm ly bị lỗi được gì thì cũng có thể liên hệ hỏi em biết đâu thì em sẽ
sẽ hướng dẫn em sẽ mách các bác được phần nào đấy. Còn nếu như mà các bác hỏi mà khả năng của em nó có hạn thì các bác thông cảm cho em nhé, bởi vì nói thật là em biết đâu thì em sẽ cố gắng em hướng dẫn các bác được phần nào thôi, chứ cũng không phải là khoe mẽ hay là tự cho mình là giỏi gì cả đâu, bởi vì tất cả làm đồ là cũng phải là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là gì, là tức là một con mình sửa một con ly nó bệnh này, mình làm một con, hai con, ba con, bốn con, năm con thì rồi mình sẽ có kinh nghiệm, mình sẽ có kinh nghiệm để mình làm nhiều con hơn nữa, và cũng như là kinh nghiệm để chẩn đoán bệnh nó tốt hơn. Đài cũng vậy thôi, đài thì cũng phải là sửa rất nhiều nó mới có kinh nghiệm được. Nên là cảm ơn tất cả các bác đã đăng ký kênh cũng như là theo dõi kênh và quan tâm tin tưởng em. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác nhé. Thì em lại tiếp tục em xử lý cái con này thay chiết áp. Chào các bác.